Hello, xin chào các bạn. Đây là video cuối cùng trong cả video về chuỗi series rau trùng ngay. Ngày Meta sẽ chia sẻ cho các bạn về công thức nước ép rau trùng ngay được xếp vào một nhóm gọi là rau không thông thường, là rau lạ ha. Đối với những cái rau lạ như Meta vừa mô tả mà bạn biết ăn được thì đã xài, nhưng bạn biết chưa ăn được thì phải tham khảo ý kiến của chuyên gia và những người đã từng sử dụng mà ta cứ gặp phải vấn đề hay không thì mới làm nhé, chứ không phải mọi rau lạ đều là làm đúng không? Đều là làm, có nhiều rau là rau dại, ăn một lần thôi là không có lần thứ hai đâu đó nhé, nên phải cần phải lưu ý đó. Mình nhắc lại, đối với rau lạ mà ăn được thì các bạn nên ép từ 100 đến 300 gram thôi và cho chân từ 30 gram đến 60 gram để ra một món nước ép. Mình nhắc lại để cho các bạn lưu ý, các bạn làm cho nó đúng. Và mình lưu ý cho các bạn, rau lạ không được ép uống một lần là 1 lít rưỡi đến 2 lít một ngày với nhu cầu nước ép của các bạn. Mà ép 100 gram này có thể là một cốc robot tí ti à, cho nên làm cho 2 lít như thế liệu được không? No, không được, không thể nào được, bởi vì mình vừa nói đó, nó có chứa độc tố, cho nên bạn chỉ sử dụng là ít như thế và bạn sử dụng tối đa 2 lần một tuần thôi, chứ không phải ngày nào cũng uống. Và nếu bạn không có người hướng dẫn kề bên nên sử dụng tối đa 2 lần một tuần, rồi bạn sẽ lắng nghe cơ thể của bạn và từ từ điều chỉnh. Đó là những gì mà Meta chia sẻ về nguyên tắc cơ bản nhất để tạo ra một loại nước ép luôn luôn an toàn cho sức khỏe của các bạn. Và hôm nay Meta chia sẻ với các bạn cái nước ép mà được xếp vào cái nhóm rau lạ, đó là rau moringa, rau trùm ngay, đó là rau trùm ngay mà Meta đã thu hoạch sáng nay, đã được rửa sạch sẽ rồi. Bạn biết rau trùm ngay không bao giờ có sâu bọ gì nó bám đi hết, kinh không? Đó. Cho nên Meta sử dụng như thế này là 30 lá. Đó, thế này người ta gọi là một lá, 30 lá nhỏ. Nếu lá của bạn to, bạn sử dụng khoảng 15 đến 20 lá thôi. 15 đến 20 lá cũng đừng có sử dụng nhiều nhé. Và Meta đã cân rồi. Đây, cái nhóm rau này là 100 gram. Tuy nhiên khi sử dụng thì mình phải bỏ bớt cái phần thân đi, chỉ sử dụng cái phần này thôi, thì phần này nó cứng lắm và ép thì nó không tốt cho máy ép và nó cũng không thật sự cần thiết cho sức khỏe của các bạn. Cho nên chỉ cần phải sử dụng phần lá hoặc các bạn làm như thế này nè. Đó, như thế này nè. Đó, như thế này các bạn sẽ ép. Và Meta sẽ sử dụng khoảng 30g chanh. Meta sử dụng 30g chanh để ép cái món này. Đó. Và chúng ta sẽ bắt đầu cái món đó. Nó sẽ ra rất là ít nước. Khi mà cái món này vô cùng khó uống, bạn có thể pha với nước dừa, hoặc các bạn có thể thêm táo, hoặc là thêm thêm táo, hoặc là thêm gì nhỉ? Thêm thơm, thêm dứa đó. Dứa hoặc thơm. À, để bạn có thể có một món nước ép mà nó ngọt hơn, dễ uống hơn ha. Đó, dễ uống hơn. Rồi, chúng ta bắt đầu ép cái này thôi. Nó khô quá, ép cái máy ép nó keo tội nghiệp luôn. Cho thêm một chanh vào các bạn nhé. Rồi, các bạn nhìn thấy là nó khô éo như thế này á, ép ra nó sẽ xanh như thế này. Phần này các bạn nếu tiếc thì các bạn có thể thì ăn cho vào salad ăn, còn nếu không thì các bạn cứ bỏ đi. Đây là 100g. Rồi, chúng ta uống cái này chừng này thì sẽ tầm khoảng 30g 30 ml các bạn nhỉ, không nhiều đâu các bạn thử nha. Nó không có ngon đâu, nó không có ngon đâu, nhưng nó tốt cho sức khỏe rồi, nó không có ngon mà uống cái chừng này thì cũng dễ đúng không nào. Nó y như là ớt vậy đó, như là tiêu vậy. Cũng kinh kinh. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể uống được. Chúng ta hoàn toàn có thể uống được. Meta sẽ cần phải chụp hình cái này một chút xíu xong rồi Meta sẽ uống hết cho các bạn xem. Đây.
Và chúng ta sẽ tiếp tục chụp hình xong rồi mà chúng ta sẽ tiếp tục và uống cho hết cái cốc này trong lúc bụng đói để diệt ký sinh trùng, để diệt ký sinh trùng. À, trong lúc bụng đói. Cái này khoảng 30 ml. Ngon không? Không ngon. Dở không thì cũng không phải dở. Uống được không thì uống cũng được, uống là xong rồi. Và vì để diệt được ký sinh trùng tốt cho sức khỏe thì cũng không sao. Nếu mà có sẵn thì một tuần uống 2 cốc. Mà nếu không có sẵn thì khi nào thấy thì uống 1 cốc như người ta nói thì cũng được. À, vì cuộc sống của chúng ta là cuộc sống rau cỏ mà. Cho nên là cần phải có đa dạng để cho các bạn cân bằng cái này cũng có cái kia. Đó, mình đang nương vào rau cỏ để sống cho nên mình cũng phải hiểu rau cỏ một chút xíu. Đấy là những gì mà Mita muốn chia sẻ, thông điệp Mita gửi đến cho các bạn. Và hy vọng là video này làm cho các bạn cực kỳ tốt. Bye bye.